Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện Tây Sơn, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã xử hình sự sơ thẩm lưu động vụ án cướp của giết người do Hoàng Ngọc Thịnh cầm đầu. Kẻ cầm đầu băng cướp là Hoàng Ngọc Thịnh, sinh năm 1992, ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm tên còn lại cùng trú tại huyện Vĩnh Thạnh gồm Huỳnh Văn Lập, sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Vương, sinh năm 1992, Đinh Văn Dũ, sinh năm 1994, dân tộc Ba Na, Nguyễn Cao Duy, sinh năm 1995, Nguyễn Công Thạnh, sinh năm 1992. Thịnh không nghề nghiệp, lang bạt lên Kon Tum từ năm 2008. Năm 2009, y dùng mã tấu chém một người bị thương. Năm 2011, giật túi sách có đựng 55 triệu đồng của một phụ nữ. Tháng 4 năm 2012, bị Công an huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Thì đến tháng 7 năm 2012, Thịnh trốn đến Vĩnh Thạnh và làm quen, kết bạn với Lập, Duy, Dũ, Thạnh, Vương cũng là những đối tượng không nghề nghiệp, siêng chơi nhác làm. Với bản tính yên hùng sẵn có, Thịnh đã lôi kéo, kích động được nhóm thanh niên trên liều lĩnh tham gia các phi vụ cướp của trên địa bàn trải dài từ Quy Nhơn lên thị xã An Khê, Gia Lai. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng dùng 2 con dao Thái Lan, 2 con dao phay, 1 bình xịt hơi cay thực hiện 6 vụ cướp. Thịnh đều là kẻ cầm đầu, trực tiếp kề dao đe dọa lấy tiền, đâm nạn nhân. Trong 3 nạn nhân Thịnh đâm, một người chết, một người bị thương tổn hại sức khỏe 50%. Khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại khu vực ẹo Bà Nho, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, thấy ông Trương Thường, sinh năm 1971, ở phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, đi hướng ngược chiều, Thịnh ra hiệu cho đồng bọn chặn xe, dọa lấy tiền. Ông Thường chưa có phản ứng gì vẫn bị Thịnh đâm một nhát thủng ngực, tổn hại 50% sức khỏe, rồi cùng Dũ thản nhiên lục lấy 500.000 đồng và một điện thoại di động. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng liên tiếp cướp 3 vụ, dùng dao kề cổ, bắt nạn nhân đưa tiền. Chủ tọa phiên tòa nói, may mà các bị hại này đưa tiền ngay, chứ chống cự thì bị đâm chết rồi. Nếu băng cướp này không bị bắt sớm, sẽ còn nhiều người bị chết và bị thương nữa. Nạn nhân bị đâm chết là anh Phan Văn Hữu, sinh năm 1972, ở Bình Tường, Tây Sơn. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, vợ anh Hữu kể lại, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2012, anh Hữu chở tôi đi mua cá từ Quy Nhơn về thì gặp một nhóm người đi ngược chiều. Chúng quay lại, ép xe vợ chồng tôi vào lề, xịt hơi cay, hỏi tiền. Chồng tôi nói tiền mua cá hết rồi, tôi nói để tôi đưa. Khi tôi rút tiền ra đưa họ, quay lại đã thấy ảnh bị đâm rồi. Vợ chồng người anh đi sau cũng bị chúng dừng xe hỏi tiền, không có chúng đánh túi bụi rồi bỏ chạy. Chủ tọa hỏi Thịnh, vợ người ta đã đưa tiền rồi, sao còn đâm anh Hữu? Vì lúc đó anh Hữu la cướp, cướp nên bị cáo sợ bị bắt. Sao không đâm chỗ nào mà lại đâm vào ngực? Vì trời tối bị cáo đâm bừa. Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Thịnh mức án tử hình, y chỉ cúi gằm mặt một vài giây, rồi ngẩng đầu. Khi được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, Thịnh khẩn khoản xin hội đồng xét xử chiếu cố đến hoàn cảnh của y, cha mẹ ly hôn khi bị cáo 4 tuổi. Sau khi bố lấy vợ đã bỏ rơi bị cáo sống lang bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề để sống, không ai dạy dỗ. Bị cáo biết mất một người thân là đau khổ vô cùng nên không chủ ý làm chết người. Cha của bị hại Phan Văn Hữu bức xúc, con tôi trên 40 tuổi vẫn đi khuya về sớm mua bán kiếm từng đồng. Còn các bị cáo là thanh niên khỏe mạnh mà không chịu làm việc, chỉ muốn kề dao vào người khác cướp của là sao. Trong vòng một buổi sáng đâm chém đến mấy vụ, nếu không xử nghiêm minh, khi ra tù bọn chúng lại tiếp tục làm hại nhiều người lương thiện khác. Kiểm sát viên Đỗ Tấn Phước, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định, trong vụ án này, điều đáng sợ nhất là Thịnh không chỉ kích động, lôi kéo những người khác phạm tội cùng mình, mà còn lạnh lùng chém người nào có biểu hiện chống cự, xem mạng người như cỏ rác. Và, dưới sự kích động,
lôi kéo của Thịnh, những bị cáo khác hùa theo, sẵn sàng phạm tội miễn sao có tiền để tiêu xài. Trước đó, ngày 20 tháng 10, 6 tên cướp này cùng với những người khác vô cớ đánh gãy tay, gãy chân một thanh niên khác trên địa bàn huyện Tây Sơn. Hội đồng xét xử nhận định giá trị tài sản cướp được tuy không lớn, 6 điện thoại di động, 3,7 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn trị giá 5 triệu đồng, nhưng hành vi của băng cướp hết sức manh động, dã man, cần phải được xử lý nghiêm minh để làm gương, nhất là trong tình hình thanh thiếu niên phạm tội đang gia tăng. Tổng hợp hình phạt hai tội giết người và cướp của, cùng với mức án Tòa án Nhân dân huyện Tây Sơn đã tuyên trước đó về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Thịnh mức án tử hình, Nguyễn Công Thạnh 28 năm 3 tháng tù, Đinh Văn Dũ 17 năm 9 tháng tù, Nguyễn Cao Duy 17 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Lập và Nguyễn Ngọc Vương cùng mức án 23 năm tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Phan Văn Hữu 124 triệu đồng. Nghe tòa tuyên án tử, Thịnh vẫn bình tĩnh, giáo hoảnh. Chỉ có điều ánh mắt y luôn sục sạo ngang, dọc quanh khán phòng như tìm kiếm một ai. Mới 21 tuổi đời, Thịnh đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Lỗi đó, một phần từ những người thân đã bỏ mặc để hắn sống như cỏ dại. Từ vụ án trên có thể thấy, đối tượng phạm tội trẻ tuổi đang có dấu hiệu gia tăng và phức tạp, là vấn đề đáng lo ngại trong xã hội, đòi hỏi các bậc làm cha, làm mẹ cần thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý lứa tuổi của các em để có những định hướng, giáo dục phù hợp, trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết nhằm tránh xa những cạm bẫy trong cuộc sống. Có muôn vàn lý do để đối tượng trẻ tuổi phạm tội, mỗi vụ việc là một hoàn cảnh, nguyên nhân, mức độ khác nhau. Song, mẫu số chung thường thấy đó là những đứa trẻ thiếu kỹ năng sống, dễ bị kích động, lôi kéo, bị ảnh hưởng xấu từ lối sống thực dụng, đua đòi, ăn chơi, lười lao động. Trong rất nhiều hội thảo liên quan đến tội phạm lứa tuổi vị thành niên, nhiều người đã chỉ ra rằng phần lớn những người phạm tội đều thiếu sự quan tâm chu đáo của gia đình, cha mẹ. Đó là những gia đình có cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn hoặc ly thân, cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền bỏ bê con cái, cha mẹ bỏ mặc, buông lỏng quản lý con cái. Một trong những nguyên nhân nữa là do các em sớm bị tiêm nhiễm, bị tác động bởi những phim ảnh, mạng xã hội, các loại game có tính chất bạo lực. Sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong nhân cách của mỗi người. Song, thời buổi kinh tế thị trường, có một tình trạng chung phổ biến hiện nay ở các gia đình là bố mẹ quá bận rộn. Nhiều bố mẹ quan niệm rằng chỉ cần kiếm tiền, lo đời sống vật chất cho con là đủ. Thời gian của cha mẹ trò chuyện, chia sẻ, thấu hiểu dành cho con cái ngày càng ít đi. Chính sự thờ ơ, thiếu chăm lo đời sống tinh thần đối với con cái đã vô tình đẩy chúng ra xa, dễ bị lôi kéo, xúi dục, dễ có những hành vi không kiểm soát. Tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng cũng ngày càng gia tăng. Vì vậy, giáo dục gia đình vốn là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách một con người. Cha mẹ là những người quan trọng hướng cho con trẻ đường đi đúng đắn, giúp các em ý thức được các hành vi của mình thế nào là đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Chính vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần chăm sóc, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, chăm lo sự phát triển tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ. Có như vậy, các em mới có nền tảng vững chắc để chống lại những cạm bẫy trong cuộc sống. Bênh bạn gái không xấu, nhưng vụ án bênh bạn gái rồi giết nhầm người vô tội mà chúng tôi chuyển đến quý vị dưới đây thì lại là một bi kịch của tên tử tù 20 tuổi, có vẻ về người đôi nét thư sinh. Ngày 7 tháng 3 năm 2014, tại Tòa án Nhân dân thành phố, Hồ Chí Minh, ba bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều mới ngoài 20 tuổi đang run như cầy sấy. Thì dưới hàng ghế dự khán, những người mẹ của chúng miệng lầm rầm cầu trời khấn Phật mong cho chúng được giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt là mẹ của đối tượng Huỳnh Ngọc Liêm. Đây là một trong hai đối tượng trong vụ bênh bạn gái giết nhầm người. Khác với cái dáng vẻ côn đồ lúc ra tay đánh chém người vô cớ, Huỳnh Ngọc Liêm, tự Cu Anh, 24 tuổi, ngụ quận 4, ngồi trong phòng chờ xử với gương mặt căng thẳng cùng ánh mắt thẫn thờ. Phải chăng giờ đây hắn mới biết sợ và ăn năn? Về nhân diện, Liêm không có dáng vẻ gì toát lộ bản chất côn đồ, khuôn mặt, bộ dạng của hắn được nhiều người nhận xét là có nét thư sinh. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hành dong, trước khi gây án giết người, hắn từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, từng bị Tòa án Nhân dân quận 7 xử phạt 3 năm tù, thi hành án tại trại giam Châu Bình, tỉnh Bến Tre. Mãn án vào tháng 9 năm 2011, sau vài tháng đi làm thuê cho một xưởng gỗ nhưng vì không biết nhẫn nhịn lại chẳng chịu cực được nên Liêm nghỉ ngang. Từ đó hắn bắt đầu sống lang bạt, gia nhập các băng nhóm lang thang bờ bụi và gây án. Ngồi cạnh Huỳnh Ngọc Liêm là Lâm An Nhàn, tự Tí Nị, ngụ quận 7, nhỏ hơn Liêm 2 tuổi. Khi con chào đời, bố mẹ Tí Nị những mong cuộc đời của con mai này được sống trong sung sướng an nhàn nên mới đặt tên con như thế. Ông bà có ngờ đâu càng lớn, nhất là từ cái hồi Tí Nị học xong lớp 10 thì nghỉ ngang rồi rời.
Bến Tre lên Sài Gòn lập thân lập nghiệp với nghề sửa xe máy, thì niềm mong mỏi đời con được an nhàn của ông bà ngày càng xa. Xa bởi lên phố, thằng Nhàn ngoan hiền ngày nào lột xác thành đầu gấu. Nó sớm gia nhập băng nhóm để rồi trong một phi vụ ăn bay. Nó bị công an bắt và bị Tòa án Nhân dân quận 2 xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản 9/2010, thi hành án tại trại giam Z30D. Tháng 6 năm 2012, án tích còn chưa sạch, nhưng Tí Nị may mắn được công ty Osaka tại khu chế xuất Tân Thuận nhận vào làm việc. Đã nếm mùi nằm khám, tưởng rằng từ đây biết tu chí làm ăn, nào ngờ chỉ giây phút bốc đồng. Tí Nị đã chôn vùi cuộc đời tươi trẻ của nó với án tù được vị luật sư dự đoán nhẹ trung thân, nặng tử hình. Tóc cắt cao như con trai, tướng người nhỏ chót khô khốc, mắt dán chằm chằm vào đôi tay cha còng, Phạm Thị Kim Vi, 22 tuổi, ngụ quận 8, góp phần đưa hai tên cu anh, Tí Nị vào vòng lao lý. Là con gái nhưng Vi chẳng có dáng dấp gì của cánh tóc dài. Nhìn cái bộ dạng như thế, người ta có thể đoán được giới tính của đóa hồng có gai này. Thường thì mấy gã trai bênh bạn gái thì cô gái ấy phải đẹp hay là tình nhân của mình, đằng này Vi chẳng có yếu tố nào như thế. Ấy mà ngộ làm sao, chỉ vì một lời nói của nữ quái như con trai mà cô anh và Tí Nị trở thành hung thủ giết người. Vào một đêm tháng 6, khi đi uống rượu tại quán Song Lộc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, quận 7, bị hai gã trai ngồi ở bàn đối diện là Vũ, Hải gẹo nên Kim Vi nổi điên chạy đi huy động chiến hữu cả nam lẫn nữ đến bao vây và đánh cho hai gã trai nọ một trận tơi bời đến phải bỏ chạy trối chết mới bảo toàn được tính mạng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát ghi, chứng kiến màn đánh hội đồng ấy, một thanh niên không xác định được lai lịch chạy xe Exciter màu vàng từ khách sạn Đông Đô ở cạnh quán nhậu Song Lộc nổi máu anh hùng đến nói: "Người ta đã van xin sao tụi mày còn đánh, có giỏi thì đánh với tao nè", rồi cầm dao rượt đuổi băng nhóm của Vi. Rồi trong lúc bỏ chạy, Diễm cùng nhóm với Vi gọi điện thoại cho cô anh và Tí Nị nhờ cứu viện. Để không mất mặt với người đẹp, hai tên này lập tức phóng xe đến hiện trường rồi bàn kế hoạch đi kiếm anh chàng chạy xe Exciter để rửa hận. Xui vẻo và bất hạnh ập đến với bản thân quá bất ngờ nên anh Võ Minh Thuận, ngụ quận 7, không kịp trở tay. Lúc bị đám hung đồ do nữ quái Kim Vi kéo đến để trả thù, anh Thuận đang ngồi lai dai cùng em trai tên Khánh. Lúc này một người bạn là Kha vừa chạy xe Exciter màu vàng vào quán Azin, cạnh quán Song Lộc, nơi anh Thuận ngồi từ trước. Tưởng anh Kha là người mới đuổi đánh mình nên Vi la lên: "Nó kìa anh cu", thì tên này phóng xe Attila chở Tí Nị lao đến tấn công. Đang yên lành tự dưng bị một tên lạ mật lão đến đâm hai nhát vào lưng, anh Kha hoảng sợ bỏ chạy thì bị Tí Nị đuổi theo dùng gạch đập vào đầu. Sau đó anh Kha còn bị hai nữ quái Vi, Diễm truy đuổi và dùng nón bảo hiểm đánh đến khi gục ngã. Trở lại thời điểm anh Kha bị hai tên cu anh, Tí Nị đuổi đánh, thấy cảnh ấy hai anh em anh Thuận dùng vỏ chai bia làm vũ khí ra cứu bạn thì bị cu anh cầm dao tấn công. Sau khi đâm xước cổ tay trái người em trai của anh Thuận và truy đuổi để đâm tiếp nhưng không thành công, tên này điên tiết quay lại tấn công anh Thuận với hai nhát dao vào vùng ngực trái và thắt lưng. Anh Thuận bỏ chạy nhưng cu anh vẫn không tha, hung hãn lao vào quán Azin đâm tiếp hai nhát làm anh đổ gục. Không chút sợ hãi, đang lúc nạn nhân như thế, Tí Nị lao đến đá đánh vào đầu nạn nhân đến khi được đồng bọn kêu rút mới chịu buông tha. Được đưa đi cấp cứu, anh Thuận đã chết khi chưa đến được bệnh viện. Khi biết nạn nhân đã chết, cu anh và Tí Nị bỏ trốn đến địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Tây Ninh, Bến Tre. Náu thân một thời gian, thấy tình hình có vẻ êm, ngày nọ cu anh gọi điện cho bạn gái tên Diễm và được Diễm khuyên về chơi. Ngày 14 tháng 2 năm 2013, tên này mò về và ngay lập tức bị cơ quan công an bắt giữ. Đến ngày 15 tháng 5, đối tượng còn lại, Tí Nị cũng phải tra tay vào còng chờ ngày đền tội. Bất kỳ ai khi hiểu được câu chuyện giết người dã man vì bênh bạn gái của hai gã thanh niên này cũng gây sợ. Dù thấy xót xa cho những người mẹ của chúng khi ở ngày vui cận kề, 8, 3, nhưng phải dự tòa xem con bị xử tội, nhưng cả thảy những người dự khán thấy rằng hơn lúc nào hết, đám côn đồ này, đặc biệt là hai tên cu anh Tí Nị rất cần bản án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và tương xứng hành vi tội ác phi nhân tính của chúng. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bộ ba hung thần với hai kẻ thủ ác là cô anh, Tí Nị chẳng có lời nào dành cho những người mẹ của chúng hay bố mẹ của nạn nhân bị chúng giết hại. Vì sợ chết nên chúng chỉ là xin giảm án, xin có được cơ hội để làm lại cuộc đời. Và đúng như nhiều người dự đoán trước phiên xét xử, không kể đối tượng Phạm Thị Kim Vi, tòa tuyên 18 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích. Cô anh, Huỳnh Ngọc Liêm, phải mạng đền mạng và Tí Nị, Lâm An Nhàn, lãnh án chung thân bởi tội danh giết người. Lúc vị chủ tọa tuyên án tử hình Huỳnh Ngọc Liêm, tên này kêu to rồi ngất xỉu. Người mẹ của hắn sau phút giây chết lặng cũng ngất tại tòa. Tội nghiệp bà, giờ đây phải sống trong khổ đau, dằn vặt với đứa con mà nhiều người đoán định nếu nó có chồng án. Có viết đơn xin ân xá thì tòa phúc thẩm cũng sẽ bác đơn, bởi hành vi tội ác của nó bạo tàn,
vô lương ngoài sức tưởng tượng. 20 tuổi cái tuổi còn quá trẻ, vậy mà có không ít đối tượng lại phải khép lại cuộc đời mình bằng bản án tử hình. Sau nhiều năm nằm trong phòng biệt giam, tử tù Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1991 ở Khánh Hòa, đã bị đưa đi thi hành án vào một ngày cuối tháng 9 năm 2014, sau khi nhận được quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước. Năm 2011, Dũng bị tuyên phạt tử hình về tội giết người và trộm cắp tài sản. Chính Dũng cũng cảm thấy tội ác của mình không thể dung thứ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Dũng vẫn rất căng thẳng. Thật vậy, không ai là không căng thẳng khi chờ đợi cái chết đến với mình cả. Nhưng có lẽ nếu biết trước mình sẽ có kết cục này được quay ngược lại thời điểm đó, Dũng sẽ lựa chọn khác thay vì gây ra tội ác tày trời như vậy. Lúc đó, Dũng cùng người bạn là Trần Văn Tân thua độ bóng đá, cần tiền để chung độ và tiêu xài cá nhân. Tuổi còn trẻ, chúng bàn nhau đi cướp tài sản nhà cô giáo chủ nhiệm cũ thời lớp 9 là cô Nguyễn Thị Tố Nga. Chúng mua hai con dao Thái Lan và leo rào vào nhà cô gái, nấp dưới gốc cây vườn để chờ đợi thời cơ ra tay. Tối ngày 23 tháng 6 năm 2010, sau gần một tiếng ẩn nấp và chờ đợi, nhân lúc cô giáo đi từ nhà dưới lên, đi qua gần chỗ hai tên cướp náo mình, Tân lao ra, ôm cổ vật xuống. Dũng nhào tới giữa hai chân, vung dao vào chân và mông nạn nhân. Thiếu phụ kêu la, Tân lấy tay bịt miệng, còn Dũng thì nhoài người lên, đâm vào vùng cổ, khiến lưỡi dao bị gãy. Dũng lấy tiếp con dao Tân giữ trong người, đâm tiếp nhiều nhát vào vùng cổ cho đến khi không thấy cô giáo vùng vẫy nữa thì mới dừng tay. Hai tên cướp lục lấy được một sợi dây chuyền màu vàng, một chiếc lắc vàng, ba nhẫn vàng nạn nhân đang đeo trên người. Chúng đi vào nhà, lục tìm lấy được một điện thoại di động, một xe đạp hiệu Martin. Đến 21:30 cùng ngày, con trai nạn nhân đi học về, không thấy mẹ ở trong nhà, nhờ hàng xóm cùng đi tìm thì phát hiện nạn nhân nằm chết ngoài vườn. Về phần hai tên cướp, khi đó đã đến đạp xe bán cho chủ tiệm vàng ở chợ Diên Khánh một chiếc nhẫn kiểu hột màu đỏ được 336.000 đồng. Chúng dùng số tiền trên đi mua quần áo thay rồi luân phiên nhau đạp xe đi vào Phan Rang Tháp Chàm. Trưa ngày 24 tháng 5 năm 2010, chúng đến nhà cậu ruột của Tân ở tổ 1, phường Bảo An, thành phố Phan Rang Tháp Chàm bán tiếp số tài sản cướp được lấy 2,7 triệu đồng rồi đi thuê nhà trọ nhưng không được. Đến gần tối, chúng bán nốt chiếc xe đạp lấy 500.000 đồng rồi đón xe về lại quê. Số tiền gây án, hai đối tượng dùng vào việc ăn chơi. Hết tiền, chúng đi làm thợ hồ. Đến ngày 5 tháng 7 năm 2010 thì bị bắt giữ. Liên tiếp trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đều tuyên mức án tử hình và chung thân với Dũng và Tân. Gây án lúc còn trẻ tuổi, lại chỉ vì thiếu tiền mà Dũng nhận tâm ra tay hạ sát cô giáo cũ vô cùng dã man, không khác gì một con quỷ khát máu. Trong tâm trí của gã trai vừa tròn đôi mươi ấy, đến khi hắn biết bản thân vừa gây ra một tội ác, trời không dung thứ và hối hận thì có lẽ đã quá muộn. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật cũng đang chờ đợi hắn ở phía trước. Theo một cán bộ thi hành án, rất đáng buồn vì phạm nhân còn rất trẻ nhưng lại lao vào ăn chơi đua đòi, gây ra những tội lỗi không thể tha thứ. Dũng bị tuyên án tử hình với hình thức tiêm thuốc độc. Tại tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ, Dũng là tử tù đầu tiên nhận án tử hình với hình thức này. Tất nhiên, Dũng cũng mong muốn được sống để sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra, nên hắn đã làm đơn ân giảm gửi lên Chủ tịch nước. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, đơn ân xá của Dũng không được chấp thuận. Sau khoảng thời gian đằng đẵng chờ ngày đền tội, một ngày cuối tháng 9 điều hưu, Dũng bị dẫn giải lên nhà thi hành án ở Đắk Lắk để tiêm thuốc độc. Đối với một số tử tù, trước khi thi hành án tử, họ được ăn bữa cơm cuối cùng, viết tâm thư sám hối, nói những lời cuối cùng trước khi tạm biệt. Nguyễn Đức Dũng cũng vậy, khi được các cán bộ thi hành án hỏi là muốn ăn uống hay nhắn nhủ gì cho người thân không thì hắn không còn tâm trạng nữa. Dù bình tĩnh nhận quyết định thi hành án, nhưng Dũng vẫn trùng xuống. Hắn lắc đầu chỉ xin một ly cà phê cùng vài điếu thuốc để lấy lại tinh thần trước khi chết. Sau khi giết lấy giết để vài hơi thuốc, Dũng ngồi trầm ngâm một lúc rồi xin cán bộ tờ giấy viết thư lần cuối cho gia đình. Hàng chữ run run như tâm trạng của Dũng lúc này. Lá thư viết vội của các tử tù trước giờ thi hành án đều bày tỏ sự ăn năn và những tình cảm lo lắng dành cho cha mẹ và người thân yêu. Các dòng chữ xô đầy nhau, run rẩy và nhòe đi trong nước mắt. Trong thư, anh ta viết: "Cha mẹ và anh chị hãy tha lỗi cho đứa con, đứa em bất hiếu này. Từ ngày sinh ra cho đến nay, con chưa giúp ích gì được cho gia đình mà còn làm cho người thân phải đau lòng. Con biết tội lỗi của con không thể nào tha thứ được, mong cha mẹ và anh chị đừng buồn.
anh chị hãy cố gắng lo phụng dưỡng cho cha mẹ để em ra đi được thanh thản. Sau nhiều năm ở trong trại giam, con rất hối hận về việc làm sai trái, chỉ vì một phút nông nổi mà đã gây ra bao mất mát đau thương cho gia đình cô Nga. Cha mẹ hãy giúp con đến thắp cho cô một nén nhang và cho con gửi lời xin lỗi đến gia đình cô ấy. Ngoài ra, Dũng còn viết một bức thư nhờ cán bộ gửi vào trại giam cho một phạm nhân nữ. Theo lời Dũng, cô gái này anh ta quen trong thời gian bị tạm giam. Dũng nhắn nhủ cô gái cố gắng cải tạo để sớm quay về là một người lương thiện có ích cho xã hội. Từ từ cũng mong cô bạn gái quên Dũng đi vì anh ta không còn cơ hội quay về nữa. Cũng vào năm 2014, thi hành án với Nguyễn Đức Dũng, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã tuyên phạt Huỳnh Bá Nhẫn, 28 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, tử hình với hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Huỳnh Bá Nhẫn là tử tù thứ hai ở Khánh Hòa bị thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Nhẫn và nạn nhân Ngô Thị Mai quen nhau trong một buổi say rượu. Nhẫn đã đến tiệm tạp hóa của gia đình Mai tại đây. Nhẫn có đòi quan hệ với bạn gái nhưng Mai không đồng ý. Sau đó, nghĩ nữ sinh thách đố mình nên Nhẫn bóp cổ đem Mai xuống giường. Một lúc sau, thấy Mai nằm im thì liền nảy sinh ý định đen tối. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhẫn cố tình đoạt mạng Mai bằng cách bóp cổ. Biết Mai đã chết, Nhẫn tìm cách để tự kết liễu đời mình, nhưng hình như là tử thần không để hắn ra đi sớm như vậy, muốn hắn phải chịu tội trước pháp luật nên hắn đã không chết. Giống như Nguyễn Đức Dũng, với hành vi cố ý phạm tội đến cùng, không còn nhân tính, Nhẫn đã phải chịu bản án tử hình, thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Sau nhiều năm nằm trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án, tháng 9 năm 2014, tử tù Huỳnh Bá Nhẫn cuối cùng đã trả giá cho tội ác dã man mà hắn đã gây ra. Trước khi thi hành án, hắn cũng chỉ xin vài điều thuốc cùng với ly cà phê đen. Hắn trầm ngâm, uống ngụm cà phê rồi hút thuốc. Hắn cũng xin viết vài chữ để gửi về gia đình. Nhẫn viết thư xin gia đình người bị hại tha thứ và khuyên cha mẹ cố gắng gìn giữ sức khỏe, đừng buồn phiền vì đứa con bất hiếu. Sau khi hai tử tù, Nguyễn Đức Dũng và Huỳnh Bá Nhẫn viết thư và uống vội vài ngụm cà phê được chuẩn bị, bản án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc đã được thi hành, kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của họ. Sau khi bản án tử hình được thi hành bằng tiêm thuốc độc, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan thi hành án đã cho gia đình phạm nhân đến nhận xác về chôn cất. Trước giờ thi hành án, có tử tù bình thản đón nhận như một cách gột rửa thêm tội lỗi, nhưng có người thì bùn rùn, mềm nhão, không làm được gì. Nhưng dù thể hiện đủ cung bậc cảm xúc, nhưng tất cả đều chung một sự ân hận trào dâng. Đến khi sắp phải trả giá bằng chính mạng sống và cuộc đời của mình, những tử tù kia mới cảm thấy muốn sống, khát khao được sống để trở về sửa chữa những lỗi lầm. Phương pháp tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc là sự trừng phạt cuối cùng, nhẹ nhàng nhưng cũng cô độc và ám ảnh nhất dành cho mỗi tử tù. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.